Sáng ngày 28 tháng 6, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử với các bị cáo có kháng cáo trong vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Du lịch Trung Dũng. Bị cáo Đoàn Hồng Dũng là cựu công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung Dũng và Nguyễn Thị Thanh Sơn, cựu giám đốc công ty Hà Nam kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Đinh Văn Dũng, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà có đơn kháng cáo kêu oan, cho rằng bản thân không phạm tội như là tòa cấp sơ thẩm quy kết. Ngoài ra thì người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án cũng có đơn kháng cáo. Trước đó vào ngày 2 tháng 11, hội đồng xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt đối với 12 bị cáo trong vụ án. Trong đó đã tuyên phạt Đoàn Hồng Dũng 18 năm tù, Đinh Văn Dũng 12 năm tù, Nguyễn Thị Thanh Sơn 3 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày là từ 28 đến 30 tháng 6 với sự tham gia của 7 luật sư bào chữa.